Dạ vâng, xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Tuấn Hưởng Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay đây, cửa hàng bên em Tuấn Hưởng lại tiếp tục lên sóng ghép bộ cho bác một combo vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà mình với cái phân khúc chưa tới 10 triệu đồng các bác nhé. Và với cái combo này thì các bác có thể nghe nhạc cũng như là hát karaoke trong gia đình nhà mình trong cái khoảng không gian từ 30m² quay trở lại. Với phân khúc này thì cửa hàng bên em Tuấn Hưởng hôm nay thì đang ghép với lại đôi loa Bose của hãng có cái mã model là 301 series 5 ghép bộ cùng với lại chiếc âm ly của hãng Đề Lông có cái mã model là PMA235. Như các bác đã biết, loa Bose mà ghép với Đề Lông thì quá là hợp như là cậu với mợ rồi. Đấy, tình trạng của combo trong buổi tối ngày hôm nay thì tất cả đều là đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Cửa hàng bên em Tuấn Hưởng thì bảo hành bao zin xịn trọn đời để phục vụ đam mê cho các bác. Đấy, trước màn hình nhỏ các bác đã thấy thì đầu tiên em Tuấn Hưởng sẽ quay cho các bác về đôi loa Bose các bác nhé. Đôi loa Bose thì sử dụng với lại là sở hữu với là một bát 20cm này. Đấy, màng là màng giấy, gân là gân mút các bác nhé. Đôi loa này thì sở hữu gồm 3 đường tiếng trên một thùng loa. Đấy, một bát, một chung và một chép các bác nhé. Chép thì nó là ở bên phía hậu bên đây. Đấy, phía đằng sau đây và lỗ thông hơi đằng sau với lại loa chép này. Đằng trước của nó thì các bác nhìn qua thì chỉ nhìn thấy là một loa bát và một loa chung thôi. Đấy, loa thì đẹp xuất sắc rồi. Các tuyến loa cũng như là từ thùng quách này, vuông thành sát cạnh, không hề có một chút bể lở hay sứt mẻ gì. Thùng loa thì zin nguyên bản, chưa hề qua sửa chữa cũng như là sờ pa các bác nhé. Thùng không bể lở đây. Đây là phía tuyến loa bên còn lại đây. Loa đẹp xuất sắc này. Đấy, màng giấy và gân mút. Và cái rốn của nó này nó bằng rốn cước các bác nhé, cước vải này. Khi mình ấn tay vào đấy, nó có độ đàn hồi, không sợ bị rốn, bị móp méo này. Đấy, cái này là một cái rất đặc trưng, rất là hay của đôi loa Bose đấy. Một trùng đôm và một chép đôm, và ghép với lại chiếc âm ly khoảng Đề Lông đây. Con này thì sử dụng với là mặt phầy nhôm trắng này. Các bác nhìn thấy mặt cực kỳ là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Mặt không hề có một vết gọi là vết xước lông mèo lông chuột gì các bác nhá. Đấy, loa Bose mà ghép với Đề Lông thì đẹp xuất sắc như cậu với mợ rồi. Con này thì các bác có thể chơi được một lúc được hai cặp loa cùng một lúc này, AB và A cộng B các bác nhá. Có lau lướt này, có lau lướt, chỉnh bát này, chỉnh chép này. Đây là cổng vào tín hiệu, có follow 1, follow 2, tu lư AUX này. Đấy, bên đây thì nó là phía bên ngoài đó là volume tổng, bên trong là ba lăng cân loa. Đây là cắt giảm dB này. Đấy, trừ 20 dB. Đấy, âm ly thì có một cái công suất cực kỳ là khỏe. Âm ly thì có một cái công suất ra loa với trở kháng là 4 ohm là 80W trên một kênh. Trở kháng ra loa với trở kháng là 8 ohm các bác nhé. Công suất ra loa với trở kháng là 8 ohm là 54W trên một kênh. Nên là các bác có thể chơi được hai cặp loa Bose cùng một lúc như này thì rất là hay. Đấy, mức giá cũng cực kỳ là tốt, mức giá rất là rẻ thôi. Phân khúc này thì dành cho bác nào gọi là tài chính dưới 10 triệu đồng. Và đẹp xuất sắc, cũng âm ly thì zin nguyên bản. Âm ly thì nó chạy bằng 4 con sò Motorola các bác nhé. Đấy, một các bác đã biết một sò Motorola rất là khỏe, rất là gấu này. Đấy, đặc biệt cái tiếng của nó rất là hay. Và đôi loa Bose có cái mã model là 301 series 5 này, cửa hàng bên em Tuấn Hưởng đang giao lưu với các bác là mức giá 4.500.000 đồng. 4.500.000 đồng. Với lại âm ly thì cửa hàng bên em Tuấn Hưởng cũng đang giao lưu với các bác mức giá chỉ có 4.500.000 đồng thôi các bác nhé. Tổng hai món trong ngày hôm nay chỉ có mức giá khoảng tầm 9 triệu đồng thôi. Và các bác nào mà lấy cả bộ thì cửa hàng bên em Tuấn Hưởng sẽ có phần quà cho các bác, đó là tặng cho các bác một bộ dây rắc tín hiệu các bác nhé. Và các bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ cho em Tuấn Hưởng theo số điện thoại 082 774 441, hoặc đến trực tiếp tại số nhà 84B ngõ 8 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để xem trực tiếp tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng. Và bây giờ cái clip ngày hôm nay cửa hàng bên em Tuấn Hưởng xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và lại các bác trong video tiếp theo.